để chúc mừng cha Đa Minh Chánh Sứ, chúc mừng lễ kính tổ phụ huynh đoàn Đa Minh, quý cha quý cụ ông quý chức và rất nhiều quý vị mang thánh hiệu Đa Minh. Các giới đoàn thể chúng con có rất nhiều tiết mục hay xin được thể hiện để bày tỏ tấm lòng yêu kính quý cha, chân quý mọi người, kính mong và kính chúc quý cha và mọi người nhiều niềm vui hạnh phúc trong ngày kỷ niệm hôm nay. Trước hết huynh đoàn Đa Minh chi giới trẻ xin chào kính quý cha qua vũ khúc Giáo hội Hiệp Hành và Hiệp Nhất, xin được trân trọng giới thiệu quý cha và cùng toàn thể quý vị.
các chúng ta vỗ một tràng vỗ tay để cảm ơn vũ đoàn. Tiết mục tiếp theo, vũ đoàn HD qua vũ khúc Thánh Nam Minh và chức vị xin được phục vụ quý cha cùng toàn thể quý khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.